Các sự kiện thêm văn học đáng chú ý. Vào đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 tháng 5 sẽ là trận mưa sa băng bão bình Eta. Mưa sa băng bão bình Eta là một trận mưa sa băng trên trung bình với khoảng 60 sa băng mỗi giờ tại cực đỉnh. Phần lớn sa băng được nhìn thấy ở bán cầu Nam. Tại bán cầu Bắc, tuần suất chỉ ở khoảng 30 sa băng mỗi giờ. Trận mưa sa băng này được cho là xuất phát từ tàn dư bụi để lại của sao chổi Halley, được phát hiện và quan sát từ thời cổ đại. Trận mưa sa băng diễn ra hàng năm từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 28 tháng 5. Cực điểm năm nay diễn ra vào đêm mùng 6, rạng sáng mùng 7 tháng 5. Mặt trăng lưỡi liềm mỏng sẽ không gây ảnh hưởng đến việc quan sát mưa sa băng, khiến cho đây sẽ là một trong những trận mưa sa băng tuyệt vời của cả năm. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối và thoáng đãng. Sa băng xuất hiện từ phía chòm sao Bảo Bình, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên bầu trời. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn thú vị, hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Vật lý thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.